Máy Winai 125 Thái Lan, con tay số 1 tới 3 lùi, dành cho anh em Future Neo, Future X, Future 2 rồi muốn lên 50 giờ tay. Máy Winai 125 con tay, giá là 4,7 triệu một cục, bao gồm full đồ, một máy bình xăng con, mô bin sườn, chớp sạc, dàn điện sườn, IC, nói chung là đầy đủ trọn bộ. Full cục máy là bộ xử lý khí thải, là full dàn điện hết, đầy đủ hết. Giá cho một bộ này là 4,7 triệu. Máy bên mình bán thì máy bãi bên Thái về, anh em mua về tự vệ sinh làm máy lại xài. Bán thì bao zin, không lấy đồ từ trong ra ngoài, đúng đồ của Winai 125 Thái Lan, không có lấy đồ được bậy được bạ. 4,7 triệu một cục cho một máy Winai 125 Thái Lan full đồ, bao gồm cục máy bình xăng con, co xăng, mô bin sườn, chớp sạc, dàn điện sườn, bộ xử lý khí thải. Anh em có nhu cầu liên hệ mình để mua hàng 0933996332. Gặp Thắng. 4,7 triệu một cục máy Winai Thái Lan 125 con tay nha nè. Hàng có sẵn tại shop, anh em có nhu cầu liên hệ mình để mua hàng.